Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bài siêu âm tim cấp cứu tại giường. Thì đây là một nội dung mà đối với chúng tôi thấy là rất là thiết thực đối với tất cả các bạn làm chuyên ngành tim mạch cũng như nội khoa, đặc biệt là tất cả chúng ta đều phải tham gia cấp cứu, tham gia trực, tham gia xử trí bệnh nhân trong những tình huống cần phải chẩn đoán nhanh, cần phải xử trí cấp cứu và phối hợp với các chuyên khoa khác. Chính vì vậy, việc sử dụng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh nhanh sẵn có tại giường để chúng ta có những chẩn đoán xác định cứu sống tính mạng cho người bệnh kịp thời là vô cùng quan trọng. Thì chúng ta biết rằng cho dù chúng ta thực hành ở một cơ sở nào thì chúng ta cũng phải theo các cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị, mà đặc biệt các cái hướng dẫn này cũng phải theo các cái hệ thống guideline của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Siêu âm Tim Hoa Kỳ hay là Hội Siêu âm và Chẩn đoán hình ảnh học tim mạch châu Âu. Thì bài của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về 5 nội dung chính. Một là tràn dịch màng ngoài tim. Thứ hai là biến chứng của nhồi máu cơ tim. Thứ ba là lóc tách động mạch chủ. Cái này các bạn cũng thường xuyên thấy ở giao ban bây giờ thấy rất nhiều. Và thứ tư là kẹt van nhân tạo. Và thứ năm là nhồi máu phổi, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thì đây là những cấp cứu đặc biệt liên quan đến tim mạch mà chúng tôi yêu cầu là các bạn học sau đại học về tim mạch thì phải nắm được. Còn ngoài ra vấn đề siêu âm tim cấp cứu còn trong một loạt các cái vấn đề đánh giá các cái thiếu dịch, thừa dịch rồi liên quan đến các cái cấp cứu nội khoa nói chung, thì bài hôm nay chúng ta sẽ chưa trao đổi ở đây mà chúng ta tập trung vào những vấn đề mà liên quan đến cấp cứu về mặt tim mạch. Trước hết là chúng ta nói về tràn dịch màng ngoài tim. Thì trong cái đối với cấp cứu tim mạch, cái mục tiêu đối với việc tiếp cận một bệnh nhân và đánh giá một bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim không phải là các bạn là phát hiện bệnh nhân này có tràn dịch hay không có tràn dịch. Siêu âm tức là cái khoảng mà nó bọc lấy khoang màng ngoài tim, cái lượng dịch nó bọc lấy khoang tim thì nó dày bao nhiêu. Và đặc biệt là mình chỉ kết luận một bệnh nhân có tràn dịch màng ngoài tim khi mà mình thấy cái khoảng trống siêu âm này nó làm sao? Nó có cả thời kỳ tâm thu và tâm trương nhá. Thì đấy, ví dụ một cái lượng dịch màng tim ít mà các bạn chỉ đo được trong thời kỳ tâm thu thôi, tức là lúc tim bóp lại thì mình mới thấy một tí mấy ml dịch, thì cái đấy mình không không nhận định đấy là tràn dịch màng ngoài tim, mà cả thời kỳ tâm thu lẫn thời kỳ tâm trương mình thấy đều thấy có dịch thì mới là tràn dịch màng ngoài tim. Còn chỉ thấy trong thời kỳ tâm thu thôi thì nghĩa là cái dịch này có thể là dịch sinh lý. Cái thứ hai là về đánh giá mức độ tràn dịch màng ngoài tim, thì nếu mà tràn dịch ít là khoảng trống siêu âm dưới 10 mm hay là dưới 1 cm, còn dịch màng ngoài tim vừa là từ 1 đến 2 cm, tức là dưới 20 mm, từ 10 đến 20 mm khoảng trống siêu âm, và dịch màng ngoài tim nhiều là lượng dịch làm sao khoảng trống siêu âm trên 20 mm, tức là trên 2 cm. Và các bạn lưu ý một điều là cái mức độ nặng của bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim nó không phải phụ thuộc vào số lượng dịch, mức độ nặng về lâm sàng nó không, và mức độ cấp tính về lâm sàng mà đòi hỏi chúng ta phải xử lý cấp cứu nó không phụ thuộc vào số lượng dịch, mà nó phụ thuộc vào là việc dịch có tăng nhanh hay không và những cái rối loạn huyết động mà bệnh nhân phải có. Thì cái này trong những bài giảng về lâm sàng, về tràn dịch màng ngoài tim, về ép tim cấp, các thầy các cô sẽ phân tích kỹ. Ở đây tôi chỉ nói muốn nói nhấn mạnh thêm, ví dụ một bệnh nhân người ta cứ tràn dịch màng ngoài tim từ từ tăng dần, người ta cũng thích nghi đấy. Thế nhưng mà có bệnh nhân mới, một lượng dịch chưa nhiều nhưng mà đã có ép tim rồi, do cái tim nó không thích nghi được. Do vậy cái tốc độ tăng dịch màng ngoài tim như thế nào, nhanh hay chậm, và những cái đáp ứng huyết động của người bệnh như thế nào mới là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ bệnh nhân tràn dịch mới, mới bị tràn dịch tim nhưng mà đã rất khó thở, đã có mạch đào, đã có dấu hiệu ép tim trên lâm sàng, tuy rằng lượng dịch chỉ khoảng từ vừa đến nhiều thôi chứ chưa phải là dịch tràn dịch mênh mông, thì những người đấy mình cũng phải xem xét xem cái chuyện dẫn lưu màng ngoài tim cho người bệnh, nếu không sẽ dẫn đến những cái suy sụp huyết động nghiêm trọng. Và khi mình nói đến ép tim thì một lần nữa chúng ta sẽ nói đến vấn đề áp lực. Thì áp lực là như nào? Giai đoạn đầu tiên của tràn dịch ngoài tim là những giai đoạn sớm ấy, thì nó sẽ bắt đầu tăng tăng cái áp lực tĩnh mạch trung tâm, mình bắt đầu tăng nhẹ đến vừa áp lực tĩnh mạch trung tâm. Cái này mình có thể đo được trực tiếp bằng đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, hoặc là mình có thể làm phản hồi gan tĩnh mạch cổ, mình quan sát tĩnh mạch cổ, vân vân. Thế còn về mặt lý thuyết thì khi nào mình được coi là có ép tim, khi nào được coi là có ép tim? Về mặt lý thuyết, ép tim nó sẽ xảy ra khi mà áp lực trong khoang màng ngoài tim, áp lực trong khoang màng ngoài tim nó cao hơn áp lực cuối tâm trương của thất phải.
cao hơn áp lực cuối tâm chương thất phải, thì lúc đó sẽ xảy ra ép tim, mình sẽ thấy mạch đảo, mình sẽ thấy các cái dấu hiệu của ép tim trên lâm sàng cũng như là trên siêu âm. Và chúng ta biết rằng bình thường cái áp lực trong khoang mạch màng ngoài tim nó bằng áp lực tâm chương của tĩnh mạch hệ thống như tĩnh mạch phổi cũng như các buồng tim phải. Còn khi mà áp lực trong khoang ngoài tim nó cao hơn hẳn thì lúc này là có nghĩa là ép tim, nghĩa là thất phải nó không giãn ra được, hoặc các cái áp máu đổ về của các cái tĩnh mạch hệ thống là nó bị không đổ về và không giãn ra được. Và sẽ kèm theo có việc giảm cung lượng tim, tụt huyết áp, và nặng thì sẽ dẫn đến suy đa phủ tạng. Thì các bạn lưu ý, đây là một cái hình ảnh minh họa cho chúng ta thấy là khi mà trong thời kỳ tâm chương, áp lực trong khoang màng ngoài tim rất là cao do dịch màng tim nhiều thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề. Thứ nhất là đầu tâm chương, hay là bắt đầu ở giai đoạn tâm thu và đầu tâm chương, thì cái áp lực nhĩ phải này là vùng có áp lực thấp nhất ở trong tim. Áp lực thấp nhất trong tim thì lúc này nó bắt nhĩ phải là nó phải giãn ra để nó hút máu về nhĩ phải, hút máu về nhĩ phải, nhưng mà áp lực trong khoang ngoài tim rất cao và nó làm cho cái nhĩ phải nó không thể giãn ra được, và nó bị khoang ngoài tim nó chống cự, cái lượng dịch trong khoang ngoài tim nó chống cự, dẫn đến hình thành là dấu hiệu ép nhĩ phải. Ép nhĩ phải này mình sẽ thấy ở đầu tâm chương và một phần mình thấy ở thời kỳ tâm thu, chủ yếu đầu tâm chương. Thế còn ở hình dưới là ép thất phải. Ép thất phải thì cũng là xảy ra vào thời kỳ cuối tâm chương, là lúc này thất phải nó phải giãn ra. Đấy, vào thời kỳ cuối tâm chương là thất phải nó phải giãn ra. Và nếu mà khoang màng tim áp lực bình thường thì nó sẽ giãn ra sát, nó sẽ giãn nở hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ trong khoang màng tim đầy dịch cho nên là áp lực rất là cao, cao hơn áp lực cuối tâm chương thất phải, và thất phải không giãn ra được, nó sẽ bị cái khoang màng tim này nó chống cự, nó ép vào, và dẫn đến là chúng ta thấy là có ép thất phải cuối tâm chương. Vậy như vậy chúng ta thấy là có ép thất phải cuối tâm chương và ép nhĩ phải đầu tâm chương, và cơ chế về mặt áp lực thì tôi đã giải thích rất là rõ. Hôm tới mà thi mà hỏi các bạn không trả lời được thì bạn nào mà nghỉ thì không trả lời được. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đi các cái hình ảnh. Đây là hình ảnh của bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim. Chúng ta thấy là dịch rất là nhiều. Chúng ta thấy trên cái thanh đo đạc đây, mỗi một cái ô này là 10 mm, thì cái này dịch này phải 20 đến 30 mm. Đấy. Và đặc biệt chúng ta thấy ở thất phải nó có dấu hiệu ép thất phải. Còn đây là, đấy là trên mặt cắt trục dọc. Còn đây là trên mặt cắt bốn buồng thì chúng ta thấy là có ép nhĩ phải đầu tâm chương và ép thất phải cuối tâm chương. Các bạn lưu ý, đấy, như vậy là trong lúc này khoang mà người tim áp lực rất là cao vì rất là nhiều dịch, và áp lực nhĩ phải và cũng như áp lực, đặc biệt là áp lực cuối tâm chương của thất phải thì thấp hơn so với áp lực trong khoang màng ngoài tim, cho nên là thất phải không thể giãn nở ra được và bị đè ép vào cuối tâm chương. Và nhĩ phải thì là cái vùng áp lực thấp nhất trong tất cả các cái buồng tim, cho nên dịch nó hay ép sâu vào đây nhất. Bao giờ các bạn thấy cái dấu hiệu ép nhĩ phải cũng là thường gặp nhất, bởi vì cái vùng áp lực nhĩ phải là vùng áp lực thấp nhất và hay bị ép sâu nhất. Thế các bạn lưu ý, khi mà làm bệnh nhân tràn dịch màng tim các bạn phải làm rất là nhiều mặt cắt, kể cả mặt cắt như ở trên chúng ta thấy là mặt cắt trục dọc cạnh nút trái. Đấy, thế còn đây là mặt cắt bốn buồng từ mỏm. Còn đây là cái slide mà chúng ta nói phân tích về cái dấu hiệu ép nhĩ phải cũng như ép thất phải. Thì các bạn lưu ý là ở đây một lần nữa tôi nhắc lại là nhĩ phải là vùng nó có áp lực thấp nhất, buồng tim có áp lực thấp nhất, cho nên là dịch màng tim nó hay tập trung ở vùng nhĩ phải, vì nó rất dễ dàng gây ép, gây xẹp nhĩ phải. Cái thứ hai là dấu hiệu xẹp nhĩ phải hay ép nhĩ phải thì bao giờ nó cũng thường xảy ra vào cuối tâm chương. Còn thất phải là đầu tâm chương, thất phải là đầu tâm chương, nhĩ phải là cuối tâm chương. Và thường dấu hiệu ép nhĩ phải là thường nó nếu mà kéo dài trên 1/3 chu chuyển tim thì chúng ta phải lưu ý là cái này bệnh nhân có thể có ép tim cấp mà chúng ta phải chọc dịch màng ngoài tim. Còn đây là bệnh nhân có ép gì đây ạ? Ép thất phải, với các bạn lưu ý này, đây là ép thất phải.
Và chúng ta cũng phải xem cả trên mặt cắt chụp ngắn nữa. Mặt cắt chụp ngắn chúng ta thấy đây là thành trước thất phải, chúng ta thấy rõ ràng là có ép thất phải đây. Và ở đây chúng ta khi chúng ta dừng hình, chúng ta sẽ thấy là nhìn rất là rõ ép thất phải. Có những lúc dịch màng tim không nhiều, ví dụ như bệnh nhân này dịch màng tim không phải là nhiều nhưng rõ ràng là có ép thất phải. Chúng ta phải cân nhắc những số xem bệnh nhân, theo sát xem bệnh nhân có rối loạn huyết động hay không. Thế còn như trường hợp bệnh nhân này, thì rõ ràng chúng ta thấy đây là một cái lượng dịch rất là nhiều. Đây là thất trái, đây là nhĩ trái. Xin lỗi. Sao này bị mất thế này? Xin lỗi con bạn đấy. Chị vừa chị lấy kính. Chờ chị tí. Cái bao quanh tự nhiên nó bao thì bay à đây thank you. Đây ví dụ hình này, các bạn bạn thấy đây có rất là nhiều dịch, đây là thất trái, đây là nhĩ trái, đây là động mạch chủ, đây là thất phải. Tuy nhiên chúng ta vội vàng chúng ta có thể kết luận rằng đây là một trường hợp tràn dịch màng ngoài tim nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể rõ ràng là đây chúng ta sẽ nhầm. Đây là dịch màng phổi chứ không phải dịch màng tim, và các bạn sẽ nhìn thấy rõ ở giữa cái khoang dịch này với thất trái là còn có một lớp dịch nữa. Lớp dịch này lan đến tận nhĩ trái. Như vậy thì lượng dịch màng tim ở đây chỉ là ít thôi, còn đây là dịch màng phổi chứ không phải dịch màng tim. Và chúng ta dựa vào đâu để chúng ta phân biệt cái này? Chúng ta phải dựa vào động mạch chủ xuống. Đây các bạn nhìn thấy đây là động mạch chủ xuống. Và nếu thường là dịch màng phổi bao giờ nó cũng ở dưới động mạch chủ xuống, còn dịch màng tim nó ở phía trên động mạch chủ xuống, thì đấy là cái mốc giải phẫu. Các bạn lưu ý cái này rất hay nhầm nhé, nhất là khi giữa khoang màng phổi nó tràn dịch nhiều, khoang của khoang tim mình rất là khó phân biệt, thì các bạn phải lấy cái động mạch chủ xuống này để làm mốc. Ở phía dưới động mạch chủ xuống thì bao giờ cũng là dịch màng phổi, và phía trên của động mạch chủ xuống thì là dịch màng tim. Thì đây cũng là một bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim nhiều, có dấu hiệu ép thất phải đây, ép thất phải đây, và rõ ràng là ép nhĩ phải nữa. Và đây là dấu hiệu ép nhĩ phải, chúng ta thấy là vì nhĩ phải rất là mỏng và áp lực thấp cho nên là nhĩ phải bị ép rất là mạnh, ép mạnh nhiều hơn là so với ép thất phải. Để chúng ta so sánh, từ đó chúng ta hiểu được các cái áp lực giữa các buồng tim nó khác nhau như nào, tại sao dịch nó lại hay tập trung nhiều ở phía nhĩ phải, và cái dấu hiệu ép nhĩ phải nó lại rõ và ép sâu hơn so với ép thất phải. Đây là ép thất phải, cái này là tràn dịch rất là nhiều rồi, thì đòi hỏi chúng ta phải chọc dịch màng ngoài tim cấp. Thế còn trong trường hợp tràn dịch màng tim do nguyên nhân ung thư hoặc do viêm thì sao? Ung thư hoặc viêm là chúng ta thấy trường hợp này bệnh nhân có rất là nhiều fibrin trong khoang màng ngoài tim. Rất là nhiều fibrin trong khoang thì có thể là do viêm hoặc là do ung thư. Còn những trường hợp mà do lao thì nó cũng thường có dày dính vào ngoài tim, nhưng mà thường dịch nó trong. Đấy. Thế còn một dấu hiệu nữa, nó thể hiện cái tăng tải về mặt áp lực và mặt thể tích là cái tĩnh mạch chủ dưới nó không xẹp sau hô hấp. Tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp đáng nhẽ là khi mà hít vào nó phải xẹp đi 20%. Thế nhưng mà ở đây là nó vẫn căng ra, nó không xẹp, chứng tỏ là áp lực ở trong khoang ngoài tim và áp lực trong thất phải nó rất là cao. Và một dấu hiệu nữa trên siêu âm tim TM thì các bạn lưu ý
cũng rất là quan trọng, giúp cho chúng ta, vì nhiều khi chúng ta quan sát trên xương tim 2D khi tim mà đập thì cũng rất là khó, bởi vì chúng ta chưa có kinh nghiệm. Các bác sĩ mà làm lâu thì sẽ có kinh nghiệm, nhưng các bác sĩ mà mới làm thì không có kinh nghiệm. Lúc này các bạn đặt cái TM vào và các bạn sẽ cho tim cho chạy trong khi tim đập, chúng ta sẽ thấy vào thời điểm thời kỳ tâm trương là van hai lá mở. Ở đây chúng ta sẽ thấy van hai lá mở dạng M, hình chữ M đây, lá trước van hai lá mở. Và bình thường là chúng ta sẽ không có cái dấu hiệu và thất phải, nó đi xuống như thế này trong thời kỳ tâm trương. Thời kỳ tâm trương nó phải giãn nở ra thì chúng ta thấy là nó bị ấn sâu vào như thế này, cái thành thất phải nó bị ấn sâu vào trong buồng thất phải trong thời kỳ tâm trương như thế này, thì đây là dấu hiệu của ép thất phải, ép thất phải đầu tâm trương, các bạn lưu ý nhé. Thế còn đây là một trường hợp tràn dịch màng ngoài tim, chúng ta thấy rất là rõ. Tràn dịch màng ngoài tim thấy rất là rõ. Thế còn đây là trường hợp gì? Vừa dịch màng tim vừa dịch màng phổi. Đây ở trên là dịch màng tim và ở dưới là dịch màng phổi. Chúng ta lưu ý cái đợt động mạch chủ xuống đây. Động mạch chủ xuống đây, nó thấy dịch màng phổi bao giờ nó cũng ở dưới. Các bạn lưu ý nhé, chứ không phải đo dịch màng tim, nó lại đo suốt cả cái khoang này là sai. Và về mặt sinh lý thì chúng ta cần phải hiểu nữa là những thay đổi dòng chảy qua van hai lá và van ba lá thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực của các cái khoang màng ngoài tim và áp lực trong lồng ngực. Và đặc biệt trong trường hợp tràn dịch màng ngoài tim thì nó sẽ thay đổi cái tỷ lệ vận tốc tối đa của dòng của dòng đổ đầy van hai lá khi hít vào và khi thở ra. Thế bình thường khi hít vào thì vận tốc tối đa của van hai lá nó sẽ giảm đi do áp lực nhĩ trái giảm. Do áp lực nhĩ trái giảm thì vận tốc tối đa của van hai lá sẽ giảm đi, nhưng mà thường không giảm quá 20%, không giảm quá 20%. Thế trong trường hợp mà ép tim cấp thì lúc này chúng ta sẽ thấy nó sẽ giảm rất là sâu, nó giảm rất là sâu. Khi mà hít vào thì áp lực nhĩ trái nó sẽ giảm tới trên 25%. Ví dụ như bệnh nhân này, áp lực nhĩ trái, ví dụ như bệnh nhân này thì đây là một lúc mà hít, lúc mà thở ra thì vận tốc dòng van hai lá là 180 cm/giây. Thế mà khi hít vào thì ở nó khoảng 120 cm/giây. Như vậy là chênh lệch vận tốc của van hai lá khi hít vào và thở ra là 60 cm/giây, chia cho vận tốc ban đầu là 180 thì chênh lệch này là 33%. Như vậy đây cũng là một dấu hiệu của ép tim, các bạn lưu ý nhé. Ngoài bên cạnh việc xem mình xem có mạch nghịch thường rồi là cũng thay đổi về huyết áp, suy sụp huyết động thì chúng ta có thể đánh giá trên dòng chảy van hai lá. Và đây là bệnh nhân mà không bị tamponade thì có thấy là hít vào thở ra thì thay đổi không đáng kể, chỉ trên 10% thôi. Các bạn hoàn toàn có thể đo được trên siêu âm Doppler. Và cái slide này là tôi tóm tắt cái phần tràn dịch màng ngoài tim, và một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh cái việc các bạn phải phát hiện được bệnh nhân có hay không có ép tim. Đấy, chứ còn tràn dịch màng tim thì tất cả các bạn ở đây tôi tin rằng ai cũng có thể nhìn trên siêu âm là biết được, không đến nỗi là không biết được khi chúng ta đã đi lâm sàng rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta phải phát hiện được là bệnh nhân có ép tim hay không có ép tim, thì trên cơ sở là bệnh nhân phải có dịch màng ngoài tim. Cái thứ hai là có ép thất phải đầu tâm trương, xẹp thất phải thành thất phải hoặc là ép thất phải, ép thành tự do của thất phải đầu tâm trương, và có xẹp nhĩ phải hoặc là ép nhĩ phải cuối tâm trương, và có dạng có hình ảnh tim bơi trong khoang màng ngoài tim, có những thay đổi về vận tốc của van hai lá hoặc van ba lá khi hít vào và thở ra. Đối với van hai lá thì khi hít vào vận tốc nó phải giảm trên 25 đến khoảng 30%, nó cũng tùy từng người bệnh, thì là chúng ta có thể nói là bệnh nhân này có ép tim. Còn đối với van ba lá thì ngược lại, là khi hít vào vận tốc lại tăng lên nhé, ngược lại hẳn. Đấy, các bạn lưu ý. Và dấu hiệu cuối cùng là có giãn tĩnh mạch chủ dưới, và thường là khi hít vào nó phải giảm tới 50% cái đường kính tĩnh mạch chủ dưới, nhưng mà khi mà mình hít vào thì tĩnh mạch dưới vẫn căng và nó không giảm được đường kính. Như vậy là chúng ta phối hợp tất cả các cái dấu hiệu này để chúng ta xác định người bệnh là có ép tim cấp trên lâm sàng hay không, để cùng với các cái triệu chứng lâm sàng bệnh huyết áp về mạch đảo thì chúng ta quyết định là có dẫn lưu màng ngoài tim hay không. Nội dung thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cái cấp cứu tim mạch và sử dụng đến siêu âm tim, đó là siêu âm tim đánh giá bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Thì trước khi mà chúng ta đi vào vấn đề đánh giá siêu âm tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì một lần nữa chúng tôi phải nhấn mạnh rằng là kể cả Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ lẫn Hội Siêu Âm Tim và Chẩn Đoán Hình Ảnh Châu Âu luôn luôn
nhấn mạnh là siêu âm không phải là một phương pháp để dùng để chúng ta quyết định là có chuyển bệnh nhân và két lép hay không đối với những bệnh nhân STEMI, là nhồi máu cơ tim ST sinh lên. Đấy. Sao? Vì nếu mà chúng ta cứ mong mỏi dựa vào siêu âm, đôi khi chúng ta có thể làm chậm trễ cho người bệnh. Bởi vì cái chuyện đo tu balloon time là rất là quan trọng, chúng ta phải dựa vào đo ngực, dựa vào địa tâm đồ và dựa vào là men, động học của men, cái này chúng ta rõ rồi. Tuy nhiên siêu âm tim cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiên lượng cho người bệnh, đánh giá chức năng thất trái, đánh giá những biến chứng của nhồi máu cơ tim. Đặc biệt là ví dụ bệnh nhân chưa phải can thiệp nội vành, chúng ta có thể tranh thủ thời gian chúng ta làm siêu âm để đánh giá cho người bệnh, để biết cho những cái thuốc điều trị càng sớm càng tốt. Hoặc là bệnh nhân đã can thiệp nội vành xong thì chúng ta cũng có thể là làm siêu âm tại giường ngay cho bệnh nhân. Và đối với bệnh nhân hội chứng vành cấp hay nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta thấy một cái vấn đề nổi bật, đó là cả một cái vùng cơ tim mà cái động mạch vành thủ phạm nó cấp máu đó nó bị tắc, thì cái vùng cơ tim đó nó mất chức năng. Mất chức năng thì toàn bộ cái vùng thành tim đó nó có thể từ giảm vận động đến không vận động đến vận động nghịch thường. Tuy nhiên ở những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp nó khác với những trường hợp bệnh nhân CTO hội chứng mạch động mạch vành mạn tính khác là như thế nào? Là những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ấy, thì nó chưa có mỏng thành tim. Còn những trường hợp nhồi máu cơ tim cũ lâu rồi, từ đời nào không biết, hoặc là CTO hoặc những cái tổn thương tuy là không phải nhồi máu nhưng mà CTO mà mặc dù vẫn có tổn hại bằng hệ thì thành tim nó có thể mỏng, nó buồng tim giãn. Thế còn đối với nhồi máu cấp hoặc là hội chứng mạch vành cấp thì thường buồng tim nó chưa giãn và cái vùng cơ tim nó mất chức năng, thế nhưng mà nó lại vẫn không bị mỏng thành tim. Và các cái thành tim khác thì nó vẫn còn tương đối tốt và nó sẽ tăng co bóc bù. Đây là hình ảnh địa tâm đồ của một bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST trinh lên. Ở thành trước thì tất cả chúng ta đều biết STEMI. Đấy. Thì một lần nữa chúng tôi nói là siêu âm tim, chúng ta đừng trông chờ vào siêu âm tim để chúng ta quyết định xem có chuyển bệnh nhân vào két lép hay không, mà vẫn phải dựa vào các cái tiêu chuẩn chẩn đoán kinh điển về định nghĩa toàn cầu về nhồi máu cơ tim. Và siêu âm tim chỉ giúp cho chúng ta phát hiện cái biến chứng cũng như đánh giá chức năng tim và tiên lượng người bệnh thôi. Và khi mà chúng ta thấy một bệnh nhân mà có rối loạn vận động vùng thành tim thì chúng ta không phải là chúng ta thấy ngay ôi dồi bệnh nhân này đã nhồi máu cơ tim, mà chúng ta phải xem có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các rối loạn vận động vùng thành tim. Nguyên nhân hàng đầu đó là bệnh cơ tim gọi là Takotsubo. Đấy, bệnh cơ tim do stress là cái gì? Bệnh này là bệnh gì? Bệnh là được phát hiện do một bác sĩ người Nhật Bản tên là Saito ở vùng Hiroshima, vùng biển Hiroshima. Người ta ví tim của người bệnh như một cái giỏ câu mực của cái người dân vùng biển Hiroshima, là ở chỗ nó phình ở vùng mỏ và nó lại co thắt ở vùng đáy. Thì đối với bệnh nhân mà trong những cái sự lo lắng, hoặc là đặc biệt ở phụ nữ thì thường gặp nhiều, rồi bị stress, thế rồi là hoặc là bệnh nhân bị ngừng tim, bị sốc phản vệ phải tiêm nhiều adrenaline đấy trong cấp cứu, thì sau đấy người ta có thể thấy Takotsubo, thấy cái hiện tượng như vậy, thì là nó có giãn ở vùng mỏ và lại tăng vận động ở vùng đáy tim, cái vùng phần đường ra thất trái. Đôi khi chúng ta lầm tưởng với bệnh cơ tim phì đại nhưng không phải, mà đấy là bệnh lý Takotsubo. Thì một cái phân biệt với nhồi máu cơ tim là gì? Là cái vùng giãn phình và giảm vận động, thậm chí không vận động đó, nó không tương xứng với một cái vùng tưới máu của động mạch vành nào cả, mà nó có thể lan tỏa, nó phải 2/1/2 rồi 1/3, nó khá lan tỏa, chứ nó không như là nhồi máu cơ tim thì cái vùng mà nó giảm vận động đấy nó rất là đặc hiệu và tương xứng với cái vùng cơ tim tưới máu, với giải phẫu tưới máu của các động mạch vành. Thì đây là cái mà các bạn cần lưu ý. Và đặc biệt là ví dụ ở bệnh nhân Takotsubo là chúng ta thấy thường thấy là có cả tăng co bóp ở phần đáy tim nữa, tăng co bóp ở phần đáy tim, và đôi khi chúng ta thấy có hẹp đường ra thất trái nữa, thì bạn lưu ý. Và cho trẻ beta thì thường có tác dụng. Trường hợp thứ hai là trường hợp viêm cơ tim, thì viêm cơ tim thì cũng có thể có những cái rối loạn vận động vùng, có trường hợp viêm cơ tim toàn bộ giãn buồng tim rồi là giảm toàn bộ vùng thành tim các thứ, thì là mà chúng ta phải đẩy sang bên điều trị tích cực để chạy ECMO đấy. Thế còn có trường hợp thì nó chỉ bị viêm cơ tim, nó chỉ bị tổn thương một vùng cơ tim thôi, thì nó cũng có cái hình dạng tương tự như máu cơ tim, nhưng các bạn cũng thấy là nó sẽ không tương ứng hẳn với một cái nhánh động mạch vành nuôi dưỡng nó bị tắc, nó không tương ứng với cái vùng cơ tim bị tắc đó. Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân bị các cái chấn thương tim thì cũng có thể bị mình nhầm với nhồi máu cơ tim. Hoặc bệnh nhân mà tạo nhịp hoặc là block nhánh trái, khi mà tạo nhịp hoặc block nhánh trái thì một vùng cơ tim nó sẽ khử cực muộn hơn so với những cái vùng cơ tim còn lại.
thì rõ ràng cái vùng cơ tim khử cực muộn hơn đấy thì mình sẽ tưởng là nó bị rối loạn vận động, bị giảm vận động, và mình sẽ tưởng nhầm là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, nhưng mà thực ra không phải, mà mình lúc đấy mình lại xem cái thành tim đấy, cái vùng giảm vận động mình nghĩ là giảm vận động đấy nó có dày lên được hay không. Nếu nó vẫn dày lên thì có nghĩa là cái, và mình lại xem cả điện tâm đồ nữa, rồi phải khai thác tiền sử bệnh nhân và hỏi nếu mà có đặt máy tạo nhịp hoặc là điện tâm đồ có cái dạng điện tâm đồ của máy tạo nhịp tim hoặc có dạng block nhĩ trái hoàn toàn thì rõ ràng là bệnh nhân này được không phải là vấn đề của nhồi máu cơ tim. Hoặc là những trường hợp mà thất phải rất là giãn, trong những trường hợp bệnh lý suy tim phải rồi là thất phải nó giãn và khi mình cắt ngang mình thấy thất phải nó phẳng ra thì mình cũng tưởng là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tức là vách liên thất ấy, ở vùng liên kết với thất phải nó phẳng ra, mình tưởng bị nhồi máu cơ tim, không phải, mà đấy là do thất phải giãn. Thất phải giãn nó đẩy cái thành của vách liên thất, nó sẽ đẩy về phía thất trái, đẩy về phía thất trái và dẫn đến giảm co di động của vách liên thất, thậm chí di động nghịch thường của vách liên thất, nhưng đấy không phải nhồi máu cơ tim mà đấy là do thất phải nó giãn, nó tăng thể tích, tăng áp lực thì nó đẩy sang. Hoặc là trường hợp mà rối loạn vận động vùng, giảm rối loạn vận động vùng, một số trường hợp khác, ví dụ như là bệnh nhân bị VPV chẳng hạn, rối loạn các cái thay đổi các rối loạn các cái đường dẫn truyền trong tim thì cũng có thể dẫn đến các cái thay đổi điện học và dẫn đến giảm co bóp và giảm hình ảnh tưởng như là rối loạn vận động vùng nhưng không phải. Thế biến chứng của nhồi máu cơ tim thì nó chúng ta biết hết rồi, là nó có ba loại, đó là thứ nhất là suy bơm cả thất phải hoặc thất trái, cái này chúng ta đều biết không nhắc lại nữa. Cái thứ hai là rách vỡ dây chằng cột cơ thành tự do, nếu mà vỡ thành tự do thì có thể gây giả phình rồi là gây tamponade, ép tim hoặc là gây thủng vách liên thất, hoặc là có trường hợp đứt hẳn cột cơ thì gây nhồi máu, thì gây là hở hay lá cấp, hoặc là bị trường hợp nhồi máu cơ tim mà nó mất hẳn chức năng của cơ nhú do tổn thương động mạch vành phải, do tổn thương cái cơ nhú sau giữa thì là cái cơ nhú nó không kéo để đóng cái van hay lá được nữa, thì van hay lá nó sẽ đóng không kín và sẽ dẫn đến hở hay lá nhiều. Còn suy bơm xảy ra khi nào? Suy bơm nặng nề sẽ xảy, suy bơm nó sẽ xảy bắt đầu xảy ra khi mà số vùng cơ tim mà nó bị giảm vận động nó chiếm tới từ 15% của diện tích cơ tim trở lên. Đấy, như vậy nếu mà một cơ tim mà một vùng cơ tim, một quả tim mình chia ra 17 vùng thì mà cứ khoảng hai vùng thì là như vậy là có khoảng là trên 15% diện tích cơ tim rồi, mà hai vùng này là nó phải hai vùng sát cạnh nhau nhé. Các bạn lưu ý về một vùng ở đáy tim, một vùng ở nhảy lên mỏm tim thì không có giá trị, mà phải hai vùng sát cạnh nhau đấy. Và kèm theo bệnh nhân có khó thở hoặc là có các biểu hiện của sốc tim trên lâm sàng và với các cái rối loạn huyết động và những thay đổi của phân số tống máu một cách cấp tính, và đôi khi là bệnh nhân có hẳn cả các cái triệu chứng lâm sàng của suy tim đấy. Và nếu mà trường hợp mà tới 40% diện tích cơ tim bị ảnh hưởng thì bệnh nhân có thể rơi vào sốc tim, thì cái này các bạn lưu ý. Và khi mà đánh giá rối loạn vận động vùng thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ đánh giá trên tất cả các mặt cắt sau. Thứ nhất là mặt cắt trục dọc, mặt cắt hai buồng và mặt cắt bốn buồng, và chúng ta phải đánh giá cả mặt cắt trục ngắn nữa. Và trên những mặt cắt này thì đây là cái sơ đồ mà có trong guideline của Hội siêu âm tim Hoa Kỳ năm 2015 về lượng giá các buồng tim trên siêu âm tim, thì cái này các bạn có thể free download ở trên mạng được, thì chúng ta ai cũng sẽ có thể tiếp cận được cái tài liệu này để biết được vị trí của mình, phân vùng ra là vùng đáy, vùng thành trước rồi thành sau, rồi là từ đáy đến mỏm như thế nào. Còn đây là phân vùng giải phẫu của các nhánh động mạch vành chính. Trên giải phẫu siêu âm thì chúng ta thấy là mặt cắt bốn buồng thì chúng ta có vách liên thất 2/3, vách liên thất là sẽ được tưới máu của động mạch liên thất trước, còn thành bên là được tưới máu của động mạch mũ, và phần mỏm tim thì được tưới máu tranh chấp giữa động mạch liên thất trước và động mạch vành phải. Còn đây là nếu mà chúng ta hơi tới lần sang liên thất sau nhé, liên thất sau là động vách liên thất sau là của động mạch vành phải, còn bình thường vách liên thất của chúng ta là động mạch liên thất trước, còn đây là thành trước, đây là vách liên thất trước
Đấy, đệ ba buồng, đây là vách liên thất trước. Thì cái này khi mà chúng ta thực hành siêu âm tim, chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Và để mà học mà nhớ thì các bạn không còn cách nào khác là phải, nếu mà có thì có những cái tài liệu mà bỏ sẵn trong túi, thì mỗi lần chúng ta làm siêu âm chúng ta dở ra thì chúng ta đỡ nhầm. Rồi chúng tôi biết là có bạn mới mới làm hoặc là khi đi trực vẫn có nhầm từ thành nọ đến thành kia. Cái này không còn cách nào khác là chúng ta phải có các cái tài liệu bỏ túi để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Và chúng ta phải đánh giá chức năng toàn bộ thất trái. Đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim phải đánh giá xem phân số tống máu thất trái là như nào. Đừng có đánh giá bằng siêu âm tim PM bỏ đi thôi. Chúng ta phải đánh giá bằng siêu âm tim 2D trên mặt cắt 2 buồng và mặt cắt 4 buồng tim bằng phương pháp Simpson. Các bạn lưu ý là mặt cắt 2 buồng thì độ sâu bao nhiêu thì mặt cắt 4 buồng các bạn cũng phải lấy độ sâu bấy nhiêu để cho nó cái sự sai số của các bạn nó đỡ bị sai số nhiều, bởi vì sau này các bạn sẽ phải cộng trung bình chia đôi hai mặt cắt để ra một cái EFB plan. Thì chính vì vậy nếu mà hai EF hai số mà các bạn cách xa nhau quá thì cái sai số của bạn sẽ rất là nhiều. Ở đây một cái mẹo mực là chúng ta thấy là ví dụ cái chiều dài của buồng thất tính từ vòng van hay lá cho đến mỏm tim trên mặt cắt 2 buồng ví dụ nó khoảng 70mm thì trên mặt cắt 4 buồng cũng phải như vậy. Đây nhé, đây là 4 buồng, đây là 2 buồng trong thời kỳ tâm trương cũng phải như vậy. Còn nếu một mặt cắt các bạn đo 70mm, một mặt cắt các bạn đo 50mm thì rõ ràng các bạn đo sai. Đừng có lấy cái số đấy, chẳng có giá trị gì đâu. Thế còn tâm thu cũng vậy, 2 buồng, 4 buồng, 4 buồng đây, 2 buồng đây. Chiều dài của buồng thất cũng phải tương đương tự như nhau. Và sau đó các bạn lấy trung bình. Thì đây là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thành gì ạ? Thành gì ạ? Thành gì nhỉ? Nào. Bích nhờ, bích nào. Bây giờ hồi trời nhồi máu cơ tim thành gì? Thành vách liên thất. Vách liên thất trước nhá. Đấy. Thế còn đây là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thành gì đây? Mình bên trái này, mũi tên đang chỉ vào thành gì đây? Đây là thành bên nhá, đây là thành bên. Thế còn đây là hai buồng, hai buồng thì vùng này là gì? Thành dưới nhá. Cái này nhồi máu cơ tim thành trước thì tổn thương động mạch nào? Động mạch NAD nhé, động mạch liên thất trước. Thế còn đây là bị giảm vận động này, không vận động thành bên này, thì tổn thương động mạch nào? Động mạch nào? Đúng rồi, NCX circumflex nhé. Đây, thế còn đây thành dưới, thì tổn thương thành dưới thì là động mạch nào? RCA, động mạch vành phải nhé. Yeah. Cái này phải dở tài liệu thôi, phải nhớ dở các cái tài liệu ra. Nữa đây. Đây là thành dưới này, thành dưới đấy. Thì là gì? Động mạch vành phải nhé. Yeah. Thế còn đây là trường hợp nhồi máu cơ tim thất phải, chúng ta thấy là thất phải giãn này, thất phải giãn to gần bằng thất trái và giảm co bóp. Thì các bạn lưu ý là phải xem bệnh nhân có bị nhồi máu cơ tim thất phải hay không. Và trên những bệnh nhân mà chúng ta thấy buồng thất phải giãn, đặc biệt là thành tự do thất phải, nó giảm vận động, giảm co bóp, và đặc biệt là chúng ta thấy cái tỷ lệ giữa thất phải và thất trái bình thường là thất trái đường kính nó phải lớn hơn thất phải. Thế nhưng mà nếu mà thất trái với thất phải đường kính tương đối bằng nhau, tỷ lệ thất phải chia thất trái nó lại lớn hơn 1, thì chúng ta phải coi chừng bệnh nhân này, một là nhồi máu phổi, hai là nhồi máu cơ tim thất phải nhé. Thì lúc này chúng ta xem nếu mà có bệnh nhân có thêm triệu chứng là có tụt huyết áp này, nghe phổi thì là vì máu lên phổi, thì bệnh nhân có nhồi máu phổi mà nghe phổi thì im ắng, và lại điều trị thì bệnh nhân lại có đáp ứng với dịch và kèm theo có nhồi máu cơ tim sau dưới nữa, thì các bạn lưu ý xem bệnh nhân có nhồi máu cơ tim thất phải hay không nhé. Đấy, thì đối với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì mình còn phải lưu ý biến chứng gì nữa là biến chứng hở hai lá. Biến chứng hở hai lá thì có thể là do là cơ nhú nó bị thiếu máu, nó không thể co kéo được cái hệ thống dây chằng và dẫn đến hở hai lá. Mặt khác là do cái thành rau sau của thất trái nên nó bị nhồi máu cơ tim, nó mất vận động, thì
cái hệ thống cơ dây chằng mà nó bám vào cái thành sau đấy thì nó cũng làm cho nó cũng bị co kéo và van đóng không kín thì cũng sẽ gây ra hở hay lá cơ năng. Đấy, thế đây là cái hình ảnh sơ đồ, chúng ta biết là đây là cơ nhú gì? Cơ nhú có thể sau giữa hoặc là trước bên, trước bên hoặc sau giữa, đây là trường hợp cơ nhú sau giữa. Thì trong trường hợp đây là bình thường, thì khi mà chức năng cơ nhú bình thường thì các cái dây chằng nó sẽ giúp cho van hay lá này đóng kín. Thế khi mà bị nhồi máu cơ tim, một cả một vùng thành dưới này, cả vùng thành dưới này nó bị giảm vận động hoặc bị mất vận động, thì cái cơ nhú này nó sẽ giảm co bóp. Nó giảm co bóp thì cái bản thân các cái dây chằng này nó sẽ co kéo, nó sẽ kéo, nó bị kéo về phía mỏm tim và làm cho van đóng không kín, dẫn đến hở hay lá cơ năng, dẫn đến hở hay lá cơ năng nhé. Hoặc là nặng nề hơn nữa, cái cơ nhú này nó bị nhồi máu do nó một cái nhánh động mạch ở single vessel này nó bị tắc. Chúng ta tắc nuôi cái cơ nhú này nó tắc hẳn thì lúc này là nó thậm chí là nó có thể bị hoại tử. Hoại tử cái cơ nhú, đứt cả cái vùng cơ nhú này đi thì đứt bung cả cái van hay lá này, nó sẽ gây hở hay lá cấp. Và lúc này là hở hay lá rất là nhiều, bung hết cả cái hệ thống dây chằng tổ chức dưới van này ra và dẫn đến hở hay lá rất là nhiều. Thế đây là nhồi máu cơ tim này. Đây là nhồi máu cơ tim thành dưới đây. Chúng ta thấy thành dưới phình gần như không vận động này. Và nó làm cho cái bộ máy dưới van nó co kéo về phía mỏm tim và van đóng không kín, gây hở hay lá nhiều. Đấy, thế còn đây trong trường hợp này là hở hay lá còn nặng hơn nữa là do đứt cục cơ. Đứt cục cơ mình thấy bung ra còn thấy nguyên cả cái cục cơ đây này. Đứt bung nguyên cả cột cơ bám vào cái hệ thống dây chằng rồi bám cả vào van, bật về phía nhĩ trái. Đây là nhĩ trái, đây là thất trái đây. Và mình thấy hở hay lá rất là nhiều. Massive hở hay lá rất là nhiều. Đấy, đứt cả dây chằng cột cơ và trên giải phẫu bệnh mình thấy đứt cột cơ, đứt dây chằng. Và trên siêu âm Doppler mình có thể thấy là sóng, có thể thấy tăng cái sóng V của hở hay lá, hoặc là trên thông tin huyết động thì như chúng ta thấy là ví dụ sóng xuất hiện sóng V và sóng V rất là cao, chứng tỏ là hở hay lá rất là nhiều. Thế còn đây là một biến chứng nữa là biến chứng thủng vách liên thất, thì cái này chúng ta cũng đã gặp một số trường hợp mà giao ban đã thấy rồi. Thì chúng ta thấy là vách liên thất nó bị đứt thẳng, thấy có một lỗ thông liên thất, đặc biệt là phần cơ và thường hay bị gần về phía mỏm. Và như này rất là khó bít bằng amplaster bởi vì nó không có chỗ bám và không có cái chỗ để cho dù nó bám, và lại còn tổ chức xung quanh lại cũng hoại tử cũng mủn nữa, cho nên rất là khó khăn. Thế còn khi mình cho siêu âm Doppler màu vào, mình thấy có dòng chảy, có dòng shunt qua vách liên thất, ở cái vị trí thủng vách liên thất đó. Thế đây là biến chứng rất là nặng nề của nhồi máu cơ tim. Ngoài ra chúng ta còn có biến chứng vỡ thành tự do thì sẽ dẫn đến ép tim, rồi là tampon nát, vân vân. Đấy, cái biến chứng vỡ thành tự do thì thường là chúng ta gặp ở nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, có STEMI, hay gặp ở phụ nữ và tuổi trên 70 tuổi. Ngoài ra có một số trường hợp thì chúng ta thấy có biến chứng là phình thành tim, rồi giả phình. Thường là đây là trường hợp là bệnh nhân bị phình thành tim, ví dụ nhồi máu cơ tim thành dưới đây và chúng thấy có phình hẳn thành túi phình, và trong cái túi phình, trong cái phình này thì mình còn thấy có cả huyết khối nữa. Đấy là gì? Một cái cấp cứu nữa về mặt tim mạch mà các bạn có lẽ là tôi sẽ không cần phải nói quá nhiều, nhưng mà các bạn trong một tuần lại đây ta liên tiếp được nghe ở giao ban, đó là phình tách động mạch chủ. Chúng ta thấy là phình tách động mạch chủ được, nếu mà chúng ta thấy là phình tách tiếp A là động mạch chủ lên ấy, thì là trên siêu âm tim chúng ta có thể quan sát được ngay gốc động mạch chủ này. Đây là ngay gốc động mạch chủ và đây là cái flap, là cái nội mạc của động mạch chủ nó bị phồng lóc. Và chúng ta thấy bệnh nhân có hở chủ rất là nhiều, trong trường hợp này bắt buộc phải mổ cấp cứu. Và nếu chúng ta càng trì hoãn thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng càng cao theo giờ. Nên có hai mảnh flap, hai mảnh phình tách hở chủ ngay sau van và dẫn đến hở chủ nhiều. Buồng thất trái giãn ra này, hở chủ, buồng thất trái giãn. Đấy, và chúng ta những trường hợp hở chủ nặng mình còn thấy cả dưới động mạch chủ bụng, mình cũng thấy cả dòng chảy nữa, dòng tăng tốc nữa, rất là nặng nề. Còn đây là bệnh nhân cũng là phình tách động mạch chủ tiếp A. Phình tách động mạch chủ A, chúng ta thấy có tách nội mạc động mạch chủ ngay sau van động mạch chủ, chỗ động mạch chủ lên. Và khi mà cho siêu âm Doppler màu vào, chúng ta thấy là dòng màu nó sẽ vào trong cái chỗ dòng lòng thật, nó sẽ lóc vào lòng thật. Thế còn lòng giả thì thường là không thấy dòng màu. Cũng như là nếu chúng ta chụp MSCT, cái chất tiêm thuốc cản quang vào thì thuốc cản quang nó sẽ vào lòng thật.
Thế còn lòng giả thì thường chúng ta sẽ không thấy thức cảnh quan, mà đôi khi trong lòng giả thấy có huyết khối. Cái này chúng ta được phân tích nhiều ở trên siêu âm rồi, các bạn lưu ý. Phình tách động mạch chủ là một biến, là một cái cấp cứu tim mạch rất là quan trọng, đòi hỏi chúng ta có thể phát hiện càng sớm càng tốt của bệnh nhân. Và có đau ngực dữ dội mà lan ra sau lưng, mà có tiền sử tăng huyết áp nữa, mà chụp tim phổi lên thấy quai động mạch chủ rất là phồng rộng. Và đặc biệt nếu có tí dịch màng tim, dịch màng phổi, chúng ta phải đừng có quên mà kiểm tra siêu âm tim xem bệnh nhân có tách động mạch chủ hay không. Một cái biến chứng nữa là biến chứng của van nhân tạo. Thì van nhân tạo thì có hai loại van, là van cơ học và van sinh học. Van cơ học thì có ưu điểm là nó sẽ có cái thời gian là suốt đời, độ bền suốt đời. Tuy nhiên nhược điểm là chúng ta phải dùng thuốc chống đông. Thế còn van sinh học thì là nó không đòi hỏi chúng ta phải dùng thuốc chống đông, chúng ta chỉ dùng 6 tháng đầu thôi, tuy nhiên mà nó không bền, nó chỉ khoảng 15 đến 20 năm là cùng thôi. Và cái van cơ học mà chúng ta thường hay dùng nhất đó là van xanh rít. Dạo này các bác sĩ đa số là dùng cái van xanh rít, là van cơ học hai cánh. Hai cánh thì chúng ta sẽ thấy ở đây có ba lỗ van. Gồm có hai lỗ van lớn, nó nằm ở hai bên của cánh van, và một lỗ van nhỏ nằm ở giữa cánh van. Đấy, các bạn lưu ý nhé, có ba lỗ van. Rồi đây trên siêu âm tim thì chúng ta sẽ thấy là đây là nhĩ trái, đây là thất trái. Và đây là cái van bình thường, nó sẽ đóng mở có dạng song song. Và chúng ta sẽ thấy có hai, đây là chân vòng van được khâu vào, được khâu cái van vào chân vòng van ở đây. Và đối với cái van đóng mở bình thường, chúng ta thấy hai cái đường song song ở giữa là cánh van mà ban nãy chúng tôi đã chiếu cái hình ảnh đấy, và ở giữa là lỗ van nhỏ. Thế còn hai bên là hai lỗ van lớn, hai bên là hai lỗ van lớn. Bình thường là những lỗ van này nó phải thông thoáng và không bị huyết khối che kín nếu mà van đóng mở bình thường. Đây là một số các cái van khác, ví dụ van một đĩa lật là van Medtronic từ ngày xưa. Hồi mà chúng tôi mới ra trường thì đa số bệnh nhân được thay những van này. Còn van Star Edward là van lồng bi. Thế còn những cái van sinh học, ví dụ làm từ lợn hoặc là làm từ miếng ngoài màng ngoài tim, thì vừa thấy đây là các cái loại van. Ngoài ra dạo này các bác sĩ triển khai nhiều các kỹ thuật thay van qua da. Chúng ta sẽ thấy là có van Sapien, van Edward là van động mạch chủ, hai loại van động mạch chủ sinh học mà thay qua da. Thì đây là hình dạng, chúng ta phải biết được các hình dạng các van này như thế nào thì chúng ta mới đánh giá được trên siêu âm. Và một nguyên tắc các bạn lưu ý là đối với van nhân tạo ấy, là tất cả các van nhân tạo, tất cả các bạn đều hẹp nhẹ, nghĩa là chênh áp nó đều tăng. Chứ phải thấy chênh áp nó khoảng 20, 21, 18, 19 tối đa như vậy là rồi bệnh nhân này tăng chênh áp qua van, thứ lại bắt đầu sùng sục đi làm các thứ hết. Rồi một cái là tất cả các bệnh nhân van nhân tạo nó đều hơi hẹp nhẹ hết. Và nhất là những cái van mà nó có cái kích cỡ mà nó nhỏ hơn so với cái vòng van do bác sĩ, do phẫu thuật viên người ta chọn không phù hợp ấy, thì mình lại càng thấy là có cái sự bất cập ở chỗ là mình thấy vòng van nó nhỏ, mình có khi mình còn thấy sớm có hiện tượng canxi hóa, và mình lại thấy tăng chênh áp qua van, mặc dù là cái van nó vẫn đóng mở bình thường, không hề có tắc nghẽn, nhưng mà rõ ràng mình thấy có tăng chênh áp qua van, nó cao thậm chí 30, 40, 50 mm thủy ngân đối với chênh áp tối đa đấy. Và mình thấy ví dụ bệnh nhân sau thay van được mạch chủ, trước thay van là bệnh nhân hẹp chủ khít, dày thất trái rất là nhiều, mà sau thay van mà vẫn còn tăng chênh áp, và cái chuyện bệnh nhân bị giảm đi cái phì đại thất trái nó rất là chậm. Mình phải xem là bệnh nhân này liệu là phẫu thuật viên người ta chọn cái van có thể là nó không phù hợp, chọn cái van quá nhỏ so với đường kính đường ra thất trái. Thì đây là một cái bảng cho chúng ta biết các cái thông số gradient chênh áp qua van tối đa và trung bình của các loại van bình thường đấy, các loại van cơ học từ rồi van Carpentier Edward, van Saint-Tris, Star Edward vân vân, lồng bi, thì chúng ta thấy là chênh áp trung bình đối với van Saint-Tris là cái loại mà chúng ta thường hay dùng, thì nó chênh áp tối đa khoảng trên 20 đến 25 và trung bình khoảng 15 đấy. Còn tùy vào cỡ van nữa, ví dụ cỡ van rất là nhỏ, cỡ van 19 thì chênh áp nó lại cao, các bạn lưu ý nhé. Ngoài ra đối với khi nào sau này các bạn học kỹ về siêu âm thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh giá các cái diện tích lỗ van, diện tích lỗ van hiệu dụng nữa, thì lúc đấy thì mình đánh giá sâu hơn và lượng hóa kỹ hơn. Ở đây thì khi các bạn đi làm cấp cứu cũng cần phải đi đánh giá li ti cái diện tích lỗ van làm cái gì cả, các bạn đánh giá chênh áp và đánh giá vận động của van thôi. Còn đối với van hay lá thì cái chênh áp qua van nó thấp hơn, chênh áp tối đa nó chỉ khoảng là dưới 7 mm thủy ngân thôi,
từ 5 đến 7 mm, 4 đến 7 mm thủy ngân sinh áp trung bình, thì không vượt quá 2 mm thủy ngân. Còn các bạn thấy trên áp có van hay lá cơ học mà nó lên đến 20, 30 đối với trên áp tối đa, sinh áp trung bình 15, 20, chắc chắn bệnh nhân này có kẹt van rồi. Lúc đấy là nếu bệnh nhân khó thở nhiều, phù phổi cấp, lại hỏi tiền sử chống đông, lại bỏ thuốc các thứ, thì các bạn phải xem đánh giá, gọi ngay bác sĩ chỉ cọc một, rồi là đánh giá họ kỹ lại siêu âm và hội chẩn với ngoại khoa. Các nguyên nhân mà có thể gây ra bệnh bất thường của van cơ học hoặc có van sinh học là gì? Thứ nhất là huyết khối, thứ hai là tắc nghẽn van, thứ ba là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thứ tư là hở cạnh trên van, và cuối cùng là do hỏng hóc của chính cái van đó. Thì đối với trường hợp mà tắc nghẽn van, huyết khối hay là kẹt van thì nó cũng dẫn đến một hậu quả tắc nghẽn van, thì cái mục đích của bác sĩ cấp cứu của chúng ta là phải xác định được bệnh nhân có tắc nghẽn van được hay không. Đấy, có tắc nghẽn van nên các bạn cứ mô tả dài dòng văn tự, cuối cùng bạn không nói được là bệnh nhân này có tắc nghẽn van hay không để mà có quyết định tiêu huyết khối hay là mổ thay van cấp cứu hay không, thì như vậy lại chưa đạt yêu cầu. Thì mình phải dựa vào bốn cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất là chúng ta thấy có tăng trình áp qua van. Cái thứ hai là chúng ta thấy giảm diện tích lỗ van hiệu dụng, cái này bác sĩ chuyên siêu âm người ta sẽ đánh giá. Và cái thứ ba là người ta thấy là giảm các cái vận động của lá van hay là cái bộ supap hay là những cái bộ nâng, bộ khung nâng của van, thế thấy hoạt động nó giảm và hoặc là có thấy cả hở cạnh trên van nữa. Thì nếu thấy các cái dấu hiệu này ở trên siêu âm thì chúng ta phải nghĩ đến là bệnh nhân này có tắc nghẽn van sinh học hoặc cơ học. Ví dụ đây là một bệnh nhân chúng ta thấy là kể cả về mặt vận động van, ta thấy là van vận động rất là kém, mở rất là kém, và chúng ta thấy có cả huyết khối to tướng ở trên mặt van. Vận động rất là kém, đây là kẹt van và có huyết khối lớn, bạn lưu ý. Và chúng ta đo trình áp qua van của bệnh nhân này thấy rất là cao, trình áp tối đa 46 mm thủy ngân, trung bình 22 mm thủy ngân, thì chắc chắn là bệnh nhân này là phải mổ cấp cứu rồi, vì chắc chắn là nguy cơ phù phổi cấp sẽ rất là cao. Còn đây là trường hợp trình áp qua van động mạch chủ, tối đa là 79, trung bình là 47 đối với van cơ học, nghĩa là quá cao, nghĩa là bệnh nhân này chắc chắn là cũng có kẹt van rồi. Đây là hình ảnh mà huyết khối van sinh học động mạch chủ, van sinh học van hay lá, và huyết khối bám suốt cả bờ, phủ hết cả bờ van sinh học, và huyết khối cả trong lòng nhĩ trái nữa. Đấy, các bạn thấy. Còn đây là cũng là trường hợp van sinh học mà nó bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, bị thủng, bị loét. Còn đây là trường hợp mà có huyết khối ở trên van động mạch chủ sinh học, Còn đây là trường hợp dò cạnh chân van, paravalvulic pararegurgitation đấy. Dò cạnh chân van, bình thường nó có một số các cái dòng hở nhỏ cạnh chân van do khâu thôi. Thế còn nhưng mà dòng hở cạnh chân van và lớn vận tốc cao như này thì chắc chắn là bệnh nhân này bị dò cạnh chân van rồi, xem có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thủng chân van hay không. Một cái cấp cứu nội khoa nữa mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn đó là nhồi máu phổi. Nhồi máu phổi thì trên siêu âm tim các bạn cần phải chẩn đoán nhanh. Có rất từ lâm sàng đây tôi cũng nhắc lại nữa, và bệnh nhân nào là tiền sử và khó thở, nhịp tim rất là nhanh, đau ngực, điện tâm đồ S1P3 các thứ thôi, không nói ở đây nữa. Đây chỉ lụa chúng ta nói về tập trung về siêu âm tim. Thì các cái dấu hiệu nhé, giãn thất phải là 1, dấu hiệu mắc Cornell là 2, và có tăng áp lực động mạch phổi là 3. Các bạn nhớ cho 3 dấu hiệu này. Và khi mà nghi ngờ là nhồi máu phổi thì các bạn phải cho bệnh nhân chụp MSCT động mạch phổi để xác định xem bệnh nhân có huyết khối động mạch phổi hay không. Bây giờ về giãn thất phải thì các bạn lưu ý thấy này. Giãn thất phải chúng ta thấy là bình thường như ở trên tôi đã nói trong bài nhồi máu cơ tim và trong phần giãn thất phải trong nhồi máu cơ tim thất phải rồi. Bình thường thất phải nó nhỏ hơn thất trái. Nếu mà thất phải nó lại giãn to hơn thất trái như này, các bạn không cần đo đạc, các bạn thấy thất phải giãn to đùng hơn thất trái. Đặc biệt đường kính thất phải trên đường kính thất trái lớn hơn 1, chắc chắn là cái này có vấn đề rồi. Đấy, rồi kèm theo tăng áp phổi lại có dấu hiệu bệnh nhân mắc Cornell là gì? Mắc Cornell là giảm vận động thành tự do của thất phải hoặc không vận động và lại tăng vận động ở vùng mỏm thất phải. Thì cái này các bạn, đây là một dấu hiệu rất là điển hình của bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, massive pulmonary embolism. Đấy, thì ở đây mình sẽ làm cái mặt cắt siêu âm của gốc động mạch phổi và thân động mạch phổi và các nhánh.
mình có thể thấy được huyết khối ở đây, bệnh nhân có huyết khối ở ngay thân động mạch phổi và nhánh và động mạch phổi trái đây. Các bạn lưu ý, và tất nhiên là quan trọng nhất là chúng ta cũng phải cho bệnh nhân chụp MSCT. Thế bạn lưu ý nhé, đối với nhồi máu cơ tim thất phải, lưu ý ba dấu hiệu giãn thất phải, dấu hiệu McConnell và tăng áp động mạch phổi. Dấu hiệu McConnell là gì? McConnell là giảm vận động hoặc không vận động thành tự do và tăng vận động vùng mỏng tim, thường gặp ở trong trường hợp nhồi máu phổi diện rộng. Một trường hợp cuối cùng là hở ba lá, cái này là hậu quả của các cái trường hợp suy tim nặng rồi là nhồi máu phổi, tăng áp phổi vân vân. Thì mình thấy hở ba lá thì mình sẽ thấy dòng hở ba lá trên xương đúc lên màu, và mình có thể tính ước lượng áp lực nhĩ phải qua cái dòng hở ba lá là dựa vào cái chuyện là tĩnh mạch chủ dưới mình là có thay đổi theo hô hấp hay không. Nếu mà đường kính tĩnh mạch chủ dưới bình thường và theo hô hấp nó xẹp thì là 30 thủy ngân. Còn nếu đường kính tĩnh mạch chủ dưới mà nó giãn nhẹ, mà nó khi mà hít vào nó chỉ xẹp khoảng dưới 20% thì là áp lực nhĩ phải khoảng 80 mét thủy ngân. Còn nếu mà giãn căng cái tĩnh mạch chủ dưới mà khi mà hít vào mà kích thước tĩnh mạch chủ dưới không hề thay đổi thì như vậy là áp lực nhĩ phải nó rất là cao, 15 mm thủy ngân. Và như vậy các bạn lấy vận tốc qua van ba lá, các bạn cộng 15 mét thủy ngân thì các bạn sẽ ra được áp lực động mạch phổi. Thì đây là hình ảnh minh họa cho việc chúng ta ước lượng áp lực nhĩ phải. Vì nhĩ phải thì vì tĩnh mạch chủ dưới đổ về nhĩ phải, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy là khi cho bệnh nhân khịt mũi một cái gọi là sniff, đừng chứ không phải là hít vào hay là vasava gì đâu nhé, mà chỉ là sniff thôi, khịt mũi một cái chúng ta thấy là cái nhĩ phải nó xẹp hẳn. Như bệnh nhân này là xẹp trên 50% thì chắc chắn là áp lực nhĩ phải bình thường, áp lực nhĩ phải bình thường khoảng 3-5 mm thủy ngân thôi. Còn đây khi mà sniff vào thì chúng ta thấy là gần như là kích thước nó không thay đổi mấy, mà nhĩ phải lại là áp lực mà cái tĩnh mạch chủ dưới nội giãn rất là căng, thì như vậy là áp lực tĩnh mạch, áp lực nhĩ phải này khoảng trên 15 mm thủy ngân. Các bạn lưu ý nhé. Đấy, thế thì trên đây trong vòng một tiếng tôi đã trình bày với các bạn những vấn đề rất là cơ bản của cấp cứu tim mạch, ứng dụng siêu âm tim trong đánh giá cấp cứu tim mạch, tập trung vào đánh giá tim cấp ở những bệnh nhân mà ngoài tim. Thứ hai là nhồi máu cơ tim, từ đánh giá chức năng toàn bộ thất trái đến đánh giá chức năng vùng thành tim như thế nào, các cái dấu hiệu để phân biệt ra làm sao, các cái vùng cơ tim được tưới máu bởi các động mạch vành như thế nào, rồi đánh giá cái rối loạn huyết động. Và cái vấn đề thứ ba là đánh giá gì ạ? Thành phình tách động mạch chủ, đúng rồi. Vấn đề thứ tư là van nhân tạo, và vấn đề cuối cùng là nhồi máu phổi. Và một phần cuối là tôi hướng dẫn các bạn trong việc đánh giá các cái áp lực nhĩ phải dựa vào tĩnh mạch chủ dưới để chúng ta ước tính áp lực động mạch phổi. Chúng ta có thể tính trong trường hợp bệnh nhân bị phủ phổi, bị sốc tim, bị nhồi máu cơ tim, bị nhồi máu phổi, vân vân. Thì đấy là một số những vấn đề mà thực hành tim mạch về mặt cấp cứu tim mạch, sử dụng siêu âm tim, ứng dụng siêu âm tim, và đối với chúng tôi thấy là vô cùng quan trọng, thì các bạn cần lưu ý những vấn đề này chúng ta thường ngày thực hành rất là cọ sát trên lâm sàng rồi, nên chúng tôi hệ thống lại giúp cho các bạn thôi.